Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều của ngày 24 tháng 9 năm 2020. Và tôi ngồi đây để chia sẻ cho các bác một câu chuyện. Câu chuyện về nền giáo dục. Nói về câu chuyện nền giáo dục thì tôi đã làm khá là nhiều video và nhắc tên anh Phùng Xuân Nhạ, là đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Việt Nam. Và trong đó có yêu cầu rằng anh ấy cần nên trả lời rất là nhiều vấn đề liên quan tới nền giáo dục, bao gồm cả những cái vấn đề vừa rồi là ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, có gọi là có cô bé đã bị hiếp dâm bởi chính những bạn học của mình, và có cái sự bao che của cô giáo chủ nhiệm của cái lớp đó, và đến bây giờ vẫn chưa thấy Bộ Giáo dục hay là một ai đó lên tiếng về cái sự việc này. Thế tuy nhiên, đó không phải là câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho các bác ngày hôm nay. Cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho các bác ngày hôm nay và lúc 5 giờ chiều là câu chuyện về nền giáo dục của Campuchia đã có một cái sự bứt phá như thế nào. Và của Việt Nam ta, là anh Phùng Xuân Nhạ đã có được cái gì. Và chúng ta thử so sánh một chút như thế này nhé. Thứ nhất, tôi lấy một bài báo của chính Việt Nam viết, đó là tờ Quân đội Nhân dân, với cái tiêu đề rằng là ngành giáo dục Campuchia bứt phá, trong đó có nêu cụ thể như sau. Trong vòng 5 năm qua, ngành giáo dục Campuchia đã tiến hành nhiều cuộc cải cách then chốt và bước đầu đạt kết quả ấn tượng. Lương giáo viên thì tăng gấp đôi so với trước cải cách. Chất lượng giảng dạy thì đã được cải thiện và học sinh thì ngày càng chăm học hơn. Cha đẻ của công cuộc cải cách này chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao của Campuchia. Đó chính là ông Hang Suen Narol, đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2013. Thì ở đây tôi có so sánh với cả anh Phùng Xuân Nhạ với cả Bộ trưởng Narol của Campuchia để mà chúng ta so sánh, để mà chúng ta nhận thức được rằng, chúng ta nhận biết được rằng là cái cuộc công cuộc cải cách giáo dục đi đầu thì cái người đứng đầu cái quan trọng như thế nào, để mà thấy được rằng là anh Phùng Xuân Nhạ có một cái gì đấy có phải là xấu hổ hay là một cái gì đấy cảm thấy rằng là hơi bẽ mặt với một cái người đồng cấp tại Campuchia, một cái nước mà nhiều người đánh giá rằng là kém phát triển hơn Việt Nam rất là nhiều lần. Thì ở đây tôi điểm qua thành tích của Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Campuchia như sau. Tiến sĩ gọi là Hang Suen Narol là một học giả và chính trị gia người Campuchia, đã từng giữ cái cương vị là Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia trong giai đoạn 2004 đến 2013. Ông từng được bầu là vị bộ trưởng được nhân dân yêu thích nhất năm 2018, vì muốn dành trọn thời gian và công sức cho ngành giáo dục nên ông ấy đã từ chức cái chức nghị sĩ quốc hội sau 13 ngày đảm nhiệm cái vị trí này. Khi tiếp quản ghế bộ trưởng thì ông đã làm cho giáo viên, học sinh trên đất nước Chùa Tháp giật mình với hàng loạt những cải cách quy mô lớn. Trong đó, gây chấn động dư luận nhất là cải cách thi cử với một cái chiến dịch là không gian lận. Không gian lận nhé. Không gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia. Bởi vì theo ông, nguồn nhân lực là nhân tố quyết định. Tất cả việc chi tiêu không thể đạt được hiệu quả nếu học sinh không chịu học tập. Trong nhiều năm, tệ hối lộ và gian lận phổ biến rộng rãi ở tất cả các cấp, thậm chí liên quan đến những ngành và quan chức giáo dục, đến mức không ai thực sự tin tưởng rằng cuộc cải cách này có thể thực hiện được. Bộ trưởng Suen Narol đã chứng minh được rằng họ đã nhầm, bởi vì đã làm được. Trong mùa thi tốt nghiệp lớp 12 thực hiện chống gian lận lần đầu tiên, tức là năm 2014, sau một năm ông ấy làm bộ trưởng ấy, thì hơn 60% thí sinh đã bị loại trong gần 90.000 học sinh trên cả nước. Chính những cái sự phản ứng tích cực của phần đông người dân Campuchia trước kết quả chấn động này đã khiến giáo viên và học sinh quyết định ủng hộ cải cách bằng việc chấp nhận tỷ lệ trượt kỷ lục. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của Campuchia từ 80% trong những năm 2013 đã giảm mạnh xuống còn 25,7% trong năm 2014. Tỷ lệ này trong các năm sau được cải thiện đáng kể. Năm 2015, năm sau đấy, là 56%, và năm 2016 thì là 62%, năm 2017 thì là 63,84%.
Và điều đáng nói ấy, cái này không phải rằng là họ buông lỏng để mà lấy cái thành tích nâng lên, mà điều đáng nói rằng là không còn cái tệ hối lộ và gian lận trong thi cử nữa. Đấy là cái thành tích đầu tiên và rất ấn tượng của Bộ trưởng Suen Narong của Campuchia. Sau cải cách thi cử thì ông Suen Narong đã bắt tay vào tiến hành một loạt các chương trình cải cách các chương trình giảng dạy thông qua việc thành lập các ủy ban chuyên gia nhằm liên tục sửa đổi và đổi mới chương trình giảng dạy cho tất cả các lớp từ mẫu giáo tới lớp 12. Sách giáo khoa thì được cải thiện theo hướng cho phép học sinh tham gia tích cực hơn vào các bài học. Trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, Bộ Giáo dục xây dựng các kế hoạch với mục tiêu nâng cao trình độ của tất cả các giáo viên, đòi hỏi họ phải có bằng cử nhân thay cho bằng trung cấp, chỉ phải học 2 năm như hiện nay. Riêng đối với giáo viên trung học phổ thông, tiến tới sẽ phải có bằng thạc sĩ. Lương giáo viên thì liên tục được cải thiện. Đến tháng 4 năm 2019, thì mức lương tối thiểu của mỗi giáo viên đã tăng lên và đạt khoảng $300 một tháng, nghĩa là tăng gấp đôi so với năm 2013. Thu nhập tăng sẽ khuyến khích giáo viên tự nâng cao cái trình độ của mình. Cùng với các quyết sách đầy táo bạo này nhằm đảm bảo lợi ích học tập của học sinh, đến tháng 1 năm 2018, thì Bộ trưởng Suen Narong đã ra chỉ thị cho các trường công lập tiến hành giám sát chặt chẽ hơn đối với cán bộ, nhân viên của mình, xử phạt những người đi làm muộn, về sớm, bỏ giờ dạy hoặc không đi làm. Trong chỉ thị, ông nhấn mạnh rằng những hành vi đó gây ảnh hưởng tiêu cực tới các chương trình giảng dạy của trường, tăng khối lượng công việc cho các đồng nghiệp của họ, giảm thời gian học tập của học sinh và kéo theo đó là tác động xấu tới toàn bộ xã hội. Rất là rắn. Đó. Kế hoạch của ông Suen Narong trong năm 2019 là tiếp tục tiến hành hiện đại hóa ngành giáo dục, nâng tiêu chuẩn của trường học Campuchia ngang bằng với Singapore. Mấu chốt để đạt được mục tiêu này là chương trình trường học thế hệ mới, áp dụng chương trình giảng dạy mới với trọng tâm là các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm đào tạo kỹ năng tư duy và công nghệ quan trọng cho các học sinh giỏi. Trao quyền cho thanh thiếu niên, đóng vai trò then chốt trong mô hình trường học thế hệ mới, thể hiện ở sự tự do lựa chọn môn học mà các em muốn hoặc tư cách các thành viên một câu lạc bộ tự nguyện, và có một cái hội đồng học sinh được trao quyền nhằm hỗ trợ lãnh đạo trong quản lý. Thêm vào đó, một trường học thế hệ mới còn có dịch vụ tư vấn nghề nghiệp tương lai cho học sinh. Đây là một dịch vụ đặc biệt không thể tìm thấy ở các trường công lập bình thường. Bắt đầu triển khai từ năm 2014 đến nay, chương trình này đã áp dụng được ở hơn 100 trường ở Campuchia. Chấp nhận đầu tư cho một nhóm học sinh hàng đầu có thể làm tăng khoảng cách với những người còn lại, khiến ông Suen Narong phải đối mặt với không ít chỉ trích, thậm chí là có cả biểu tình để phản đối. Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng mọi chính sách cần có thời gian thực hiện, lựa chọn đúng khâu đột phá sẽ là cơ hội duy nhất và tối ưu cho Campuchia nhằm duy trì sức mạnh cạnh tranh trong thời gian tới. Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ và chuyên nghiệp của Bộ trưởng Hang Suen Narong, ngành giáo dục Campuchia đã có cái sự thay đổi ngoạn mục, đất nước chùa tháp đang trở thành một xã hội học tập thực sự. Tuy nhiên, để bắt kịp xu thế 4.0 thì ông sẽ còn nhiều việc phải làm, và quan trọng nhất là xây dựng thế hệ lao động tay nghề cao nhằm nắm bắt cơ hội mà nền kinh tế kỹ thuật số mang lại. Về giáo dục thì 10 năm mới có thể nói. Thế tuy nhiên là 5 năm của ông Suen Narong này, ông đã làm cái diện mạo của giáo dục Campuchia nó thay đổi từ những cái cốt lõi nhất, đó là cốt lõi về xã hội và cái tâm thế học tập của rất nhiều mọi người. Thế từ mẫu giáo cho đến là giáo dục đại học đã cải cách một cách toàn diện. Và trong 5-10 năm tới nữa, thì nếu mà vẫn duy trì cái đà như thế này, thì lực lượng lao động của đất nước Campuchia, cái đất nước chùa tháp, sẽ trở thành một cái lực lượng mà cạnh tranh chính với lực lượng giáo dục của Việt Nam. Và không biết rằng là 5-10 năm tới nữa thì giáo dục của Việt Nam có thay đổi gì hay không, và 5-10 năm tới nữa thì thanh niên của Việt Nam có bắt kịp với thế giới, và lúc đấy thanh niên Việt Nam so sánh với thanh niên Campuchia thì nó sẽ hình thành một cái mặt bằng như thế nào so sánh. Và lúc đó đất nước, con người giao vào tay họ thì đất nước có phát triển hay là như thế nào đó hay không? Thì đó là cái câu chuyện của giáo dục của ngày hôm nay. Thế cho nên ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng là 10 năm trồng cây nhưng 100 năm trồng người. Và Chủ tịch cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói rằng là tương lai của đất nước thì hiện ở trên vầng trán của các em bên bé thế này. Ở đây ấy, cái câu chuyện đó nó cho ta liên tưởng đến ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ông Phùng Xuân Nhạ. Và để điểm ra một chút về ông Phùng Xuân Nhạ thì tôi cũng trích cho các bác một vài cái điểm ở trên Wikipedia họ trích dẫn như thế nào về ông Phùng Xuân Nhạ nhé. Về ông Phùng Xuân Nhạ ấy, thì một đoạn trích ngắn như thế này thôi. Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3 tháng 6 năm 1963. Ông là một giáo sư tiến sĩ ngành kinh tế, chủ tịch hội đồng giáo sư nhà nước và là một chính khách của Việt Nam. Ông hiện là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ông cũng, nhưng mà cái này mà hay nhé, ông cũng bị một số cáo buộc liên quan đến việc lũng đoạn Hội đồng Giáo sư Nhà nước, gian lận vì các hành vi đạo văn, đăng bài ở các tạp chí giả khoa học và phi tang dấu vết đạo văn bằng cách cháo bài. Rất nhiều những cái phần liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến thân thế của ông Phùng Xuân Nhạ. Học vấn thì là chức vụ giáo sư tiến sĩ rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều lắm. Thế nhưng ấy, có những cái phát biểu đáng chú ý thì các bác có thể lên Wikipedia đọc, và những cái liên quan đến cáo buộc đạo văn hay liên quan đến một số cái thì các bác có thể lên đấy mà các bác tìm hiểu, thì các bác mới thấy được rằng là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ qua một vài cái dòng trích dẫn như vậy đấy, thì các bác thấy được rằng là như thế nào và giáo dục của nước ta là sau 4 năm, hơn 4 năm ở trong tay ông Phùng Xuân Nhạ thì đã có được những cái thành tích hay cải thiện nào, thì các bác tự theo dõi. Và cái câu chuyện rằng là những cái việc mình như học sinh ở Nghi Sơn Thanh Hóa, hay là cái việc mà cha mẹ phụ huynh bắt cô giáo quỳ, rồi là học sinh rồi là các cô giáo bị dẫn đi tiếp khách ở những cái địa phương, những cái vùng núi, rồi là những cái câu chuyện mà liên quan tới quy định rằng bốn gọi là mại dâm chẳng hạn đấy. Các bác là thấy rằng là học sinh hay sinh viên sẽ bị đuổi học theo gọi là, nhưng mà 4 lần bán dâm nghe nó rất là buồn cười, cái quy định đó của Bộ Giáo dục, và nó trở thành một cái nó rất là hài hước. Và cái việc đạo văn hay là cái việc nghi vấn đạo văn đi chăng nữa với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ông Phùng Xuân Nhạ sẽ là một cái gì đấy mà lịch sử mãi mãi ghi nhận và ghi vào trong đó. Thế thì các bộ trưởng mà được đề cử đợt tới thì các bác hãy nhìn những cái việc như thế này, việc truy ra hay không truy ra, việc cải cách hay không cải cách, thì nó cũng sẽ vẫn ghi vào lịch sử những cái dấu vết như vậy và không thể nào tẩy xóa được. Thế cho nên lịch sử công minh người ta đánh giá rất là rõ ràng, đánh giá rất là minh bạch, và đất nước cần những con người có tâm, có tầm, có tài để vực cái nền giáo dục lên một điểm cao mới. Và chúng ta cũng nhìn sang Campuchia để chúng ta cũng giật mình thót thót rằng là biết đâu đấy 5-10 năm nữa giáo dục Việt Nam bị Campuchia bỏ xa, và lúc đấy rằng là đã bị giáo dục bỏ xa rồi thì đương nhiên rằng về tương lai đất nước chúng ta cũng sẽ bị đất nước họ bỏ xa. Thì câu chuyện của ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến tương lai 5-10 năm tới nữa. Thì cái video clip này của tôi dừng tại đây, và rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.